Ngày 17 tháng 4, Công an quận Hóc Môn phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai điều tra vụ án mạng trên địa bàn. Theo đó, khoảng 2 giờ sáng cùng ngày, người dân nghe tiếng hô quán kêu cứu từ dãy trọ trên đường Tiền Lân 11 tại xã Bà Điểm, quận Hóc Môn. Nhiều người chạy đến thì phát hiện người phụ nữ bị thương ở cổ, mất nhiều máu nên đưa đi cấp cứu, nhưng nạn nhân không qua khỏi. Sau đó, một người đàn ông cũng được phát hiện bị vết thương ở cổ tại phòng trọ này và được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Công an huyện Hóc Môn đã khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân. Ban đầu, nghi ngờ người đàn ông đã sát hại vợ rồi dùng dao đâm vào cổ tự sát.